Sáng nay 22 tháng 2 năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tham tán thương mại 2016 khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa chủ trì hội nghị. Với chủ đề đổi mới phương thức hoạt động thương vụ và công tác thị trường trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế quốc tế, tại hội nghị, các tham tán thương mại và khoảng 500 doanh nghiệp, hiệp hội, đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian qua. Các tham tán đã trả lời một số vấn đề liên quan trực tiếp tới các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của doanh nghiệp phía Nam như gạo, thủy sản, đồ uống, dệt may, giày dép v.v. trong việc tìm kiếm thị trường, giải quyết tranh chấp thương mại cũng như tận dụng cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia. Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho biết, hội nghị là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với tham tán nhằm hiểu rõ hơn về thị trường xuất khẩu, những giải pháp hỗ trợ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Với 4 hiệp định quan trọng đã được ký kết trong năm 2015, gồm Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TTP, FTA Việt Nam-EU, FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu, FTA Việt Nam-Hàn Quốc, cơ hội thị trường được mở rộng nhưng cũng nhiều khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương ghi nhận những thông tin phản ánh từ các doanh nghiệp, sở ban ngành để từ đó có những giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư. Đồng thời qua đây sẽ giúp các tham tán chủ động đổi mới phương thức hoạt động thương vụ, định hướng thị trường trong bối cảnh hội nhập.